Nhà vua mất vợ. Luca, người thật thông minh. Nhờ có người tình rành hiến kế mà ta đã săn được con quả kia rồi. Bệ hạ, thần sẽ làm mọi điều vì người ạ. Ngươi không những là con khỉ biết nói tiếng người duy nhất trong vương quốc của ta, mà ngươi còn vô cùng tinh ý, lại rất biết chiều ý ta. Chẳng như đám quan quân trong triều, chúng không bao giờ làm ta vui. Thần là chú khỉ trung thành và sẵn sàng phục tùng mọi mong muốn của người ạ. Với sự tận tụy và trí khôn của mình, lẽ ra ngươi phải được ở vị trí xứng đáng hơn mới phải. Hỡi các khanh, từ nay ta sẽ phong cho Luca làm đội trưởng đội vệ sĩ của ta. Tất cả binh lính trong hoàng cung đều phải nghe theo lệnh của Luca. Ôi trời ơi, ông bệ hạ định cất nhắc con khỉ ấy lên đội trưởng đội vệ sĩ. Tôi có nghe lầm không? Thời thế đảo điên quá, con khỉ sao có thể làm vệ sĩ được? Thưa bệ hạ, dù sao thì Luca cũng chỉ là một con khỉ, không thể nào làm thay công việc của con người được ạ. Luca không phải là một con khỉ bình thường, nó vô cùng tinh ý và nhanh nhẹn. Nó thông minh nhất trong số những con khỉ mà ta từng biết. Người có thấy con khỉ nào biết nói tiếng người như nó không hả? Tâu bệ hạ, dù Luca là một con khỉ rất thông minh so với loài của nó, nhưng nó cũng chỉ là một con vật mà thôi, không hề biết suy tính trước sau. Bệ hạ không nên ban phát cho nó quá nhiều quyền hạn, vì như thế có thể dẫn đến những tai họa khôn lường ạ. Hoàng thượng thư, ta thấy người đang ghen tị với một con khỉ đó. Thật là tâm địa nhỏ nhen hẹp hòi. Người không xứng đáng giữ chức quan thượng thư nữa. Mau lột mũ áo của ông ta, đuổi ra khỏi kinh thành. Bệ hạ, Luca, ta đã tống cổ lão thượng thư già đó ra khỏi cung rồi. Hắn ta dám coi thường con vật mà ta yêu quý nhất. Thưa bệ hạ, hắn còn có ý nói bệ hạ không biết dùng người đó ạ. Hắn đúng là hỗn xược. Yên tâm, ta sẽ xử lý bất kỳ ai có lời ông tiếng ve gì vì ngươi khỉ à. Bệ hạ làm thế là rất đúng ạ. Tốt lắm, ngươi luôn hiểu ý ta. Từ nay, ngươi sẽ là vệ sĩ thân cận nhất của ta, luôn ở bên cạnh để bảo vệ ta. Ta đã có Luca theo hầu rồi, không cần các ngươi phải đi cùng ta nữa. Chà, đúng là mùa xuân, khu vườn của ta thật đẹp. Nơi đây tụ hội tất cả những loài hoa quý từ khắp nơi trong vương quốc của ta. Luca, người có thấy khu vườn rất tuyệt không? Thưa bệ hạ, đúng là rất tuyệt cả. Chà, mùi hương thơm của cỏ cây hoa lá thật là tuyệt diệu. Không khí mát mẻ, ta bỗng muốn ngủ một giấc giữa vườn hoa này. Chúng ta hãy tới bãi cỏ đằng kia nào. Luca, giờ thì ta sẽ ngủ một giấc. Người phải canh gác cho ta, không ai được lại gần phá giấc ngủ của ta, nghe chưa? Thưa bệ hạ, người hãy ngủ đi ạ. Có thần canh gác rồi, người cứ yên tâm ạ. Nhất định phải canh gác thật cẩn thận để bảo vệ giấc ngủ của nhà vua. Nhà vua vốn rất tin tưởng mình mà. Cút đi, cút đi, không được phá giấc ngủ của nhà vua. Còn ông ngu ngốc kia, ta đã được nhận lệnh của nhà vua là canh cho người được ngủ ngon nhất. Người dám vò ve ở gần nhà vua ư? Cuối cùng thì mày cũng đi. Mày mà quay lại đây thì tao sẽ giết chết mày.
Lần này thì tao không tha cho mày nữa đâu. Tao đã nói là làm, tao sẽ giết chết mày. Không thể dùng mỗi tay không để đập mày được ông ạ. Tao sẽ dùng kiếm để xé xác mày thành trăm mảnh. Đúng rồi, thanh kiếm của bệ hạ. Người vừa làm gì thế hả? Bệ hạ, thần chỉ giết con ong đậu trên trán người mà thôi. Nó định phá giấc ngủ của bệ hạ. Người đã giết ta, giờ ta mới nhận ra. Nếu đặt quyền lực trong tay những kẻ ngu dốt thì hậu quả thật khôn lường. Bài học cậu bé dạy tiến sĩ. Hôm nay bà không phải đến cô nhi viện ạ. Lâu lắm rồi cháu mới thấy bà ở nhà vào cuối tuần. Ừ, chiều nay tiến sĩ Swift có một buổi họp báo tại trung tâm thành phố. Bà là khách mời nên ở nhà chuẩn bị cho tươm tất một chút. Hả? Họp báo của tiến sĩ Swift sao ạ? Có phải là người đang có tầm ảnh hưởng nhất thành phố mình không ạ? Cháu rất ngưỡng mộ bác ấy. Ôi trời ơi, cháu còn nhỏ như vậy mà đã hâm mộ một ông tiến sĩ rồi hay sao? Vâng ạ, bác ấy đã phát minh ra điều khiển cầm tay cho trò chơi điện tử mà cháu yêu thích. Cháu mới chỉ được nhìn bác ấy qua TV mà thôi. Bà và tiến sĩ Swift là bạn thời trung học. Bác ấy đã về nước, chuyển về căn nhà ở quận bên. Sắp tới, bà và bác ấy sẽ cùng hợp tác trong một dự án về giáo dục cho trẻ. Trời ơi, tuyệt quá ạ. Ngôi nhà ở gần đây, vậy là cháu có cơ hội được gặp thần tượng rồi. Ừ, sẽ có lúc bà phiền cháu mang đồ qua bên đó. Cháu sẽ phải chạy đi chạy lại nhiều đấy. Vâng ạ. Oh yeah. Tiến sĩ, ngài vừa cho ra mắt công trình nghiên cứu về bộ mã hóa rút gọn, quả là kết quả đáng mong đợi. Ngài có muốn nói gì về thành? Tôi hy vọng nghiên cứu này vào thực tiễn giúp ích người. Trời quá, ông ấy ngưỡng mộ. Thật là một người tài giỏi, học hành thật chăm chỉ. Sau này lớn lên mình cũng sẽ làm tiến sĩ. Peter à, cháu có muốn cùng ta đến nhà tiến sĩ Swift không? Hả? Thật sao ạ? Cháu phải đi thay bộ đồ đẹp nhất mới được. Thằng bé quá thật là lanh lợi. Ai đó ạ? Dạ, có quý bà Daisy đến tìm tiến sĩ Swift. Làm phiền bà thông báo giúp ạ. Không biết hai người đã có hẹn trước với ngài tiến sĩ chưa? Tôi và tiến sĩ Swift là bạn học, tôi chưa có hẹn gặp, muốn tạo cho ông ấy một sự bất ngờ thôi. Dạ, theo quy định á, khách đến đây sẽ có hẹn trước với ngài Swift. Thật không may, tiến sĩ lại vừa đi đến một hội thảo quan trọng rồi ạ. Hả? Trời ơi, buồn quá đi. Không sao. Vậy khi khác chúng tôi quay trở lại. Nhờ chị chuyển đến tay của tiến sĩ hộp bánh này. Ông ấy nhận thì sẽ biết là tôi đã đến. Dạ vâng, cảm ơn bà. Thôi con, mình về thôi Peter à. Đó không phải. Ai vậy chị? Dạ, có một quý bà và một đứa trẻ. Vẫn như mọi khi, tôi đã nói như lời ông dặn. Dạ, họ đã về rồi ạ. Quý bà kia còn gửi cho ông hộp bánh này nè. Chị làm tốt lắm. Đây đâu phải nơi mà ai cũng tùy tiện đến chứ.
Đây là nhà của một tiến sĩ nổi tiếng cơ mà. Đến nhờ vả ta thì nên theo nguyên tắc của ta đi. Hộp bánh này... Dạ vâng, tôi xin đi làm việc tiếp đây ạ. Peter à, sao vậy cháu? Dạ không ạ. Bác ấy đang ở nhà, nhưng tại sao lại không muốn tiếp khách chứ? Đây chẳng phải xe của quý bà Daisy sao? À ha, quý bà Daisy đã đến. Cả cô Min và anh Peter cũng đến nữa kìa. Dạ chào viện trưởng, chào các cháu. Thấy mọi người, nhà bà Daisy là các cháu vui hơn hẳn. Lúc nãy nhìn thấy tiến sĩ Swift thì chúng co rúm lại. Tiến sĩ Swift đã đến rồi sao ạ? Tôi đã đợi bà đã 10 phút rồi chứ. Xe chở quà cho bọn trẻ của bà đến trước. Tôi đã giúp bà nhận và phân phát, nhưng bọn trẻ con không đứa nào dám bén mảng tới gần, dù tôi có gả cho chúng quà bánh đi chăng nữa. Thật không hiểu nổi. Chắc là tại bộ dạng nghiêm nghị, thêm bộ râu xồm xoàm của ông làm chúng sợ đó. Hoặc là chúng biết tiến sĩ Swift là người siêu nghiện món bánh nướng tự làm này, nên không dám chia phần với ông á. Thì tại bọn chúng không ăn, nên tôi mới tiện tay ăn đó chứ. Tôi tuy trông vậy, nhưng nào có làm gì chúng đâu. Ta thân thiện mà, phải không mấy đứa? Hai con ra ngoài chơi với các em nha. Chúng ta vào trong trao đổi về quỹ học bổng cho cô nhi viện. Vâng ạ. Peter ạ. Chị Min. Em cầm hộp bánh này đến nhà tiến sĩ Swift nha. Mẹ chị đã thức cả đêm qua để làm đó. Đó là lời cảm ơn bác ấy vì chuyến từ thiện ở cô nhi viện ngày hôm qua. Vâng, em đi ngay đây ạ. Đây là lần đầu tiên một mình đến nhà của thần tượng, phải gây thiện cảm với bác ấy mới được. Còn phải xin tiến sĩ chữ ký nữa. Dạ, cháu là Peter, người giúp việc nhà quý bà Daisy. Bà Daisy đã gọi điện trước cho tiến sĩ Swift rồi ạ. Mời cháu lên tầng 2, tiến sĩ đang ở trong phòng đọc sách đó. Mời vào. Dạ thưa tiến sĩ, cô Daisy bảo cháu mang hộp bánh này đến biếu bác ạ. Bà ấy đã gọi cho ta rồi, cháu để ở đó đi. Tiến sĩ, hộp bánh này là... Được rồi, cháu về đi. Nhưng thưa bác, cháu chỉ muốn xin bác chữ ký. Không thấy ta đang bận sao? Cháu đang làm mất thời gian của ta đấy. Chắc là công việc nghiên cứu bận rộn lắm, nên bác ấy mới dễ nổi cáu như vậy. Lần sau hy vọng mình sẽ xin được chữ ký. Cháu bảo cô Daisy lần sau không cần khách sáo như thế này nữa. Nhắn cô giúp ta, bánh cô làm rất ngon. Thôi, ta còn rất nhiều việc phải làm, cháu về đi. Chỉ thời gian của tiến sĩ là quan trọng, còn những người khác thì không cần quan tâm đến thời gian, công sức của họ hay sao? Bác ấy chẳng thân thiện mà cũng thật ích kỷ. Bác ấy còn không bằng cô giúp việc nữa. Cô ấy khi nhận quà còn biết nói lời cảm ơn nữa. Lâu rồi bà không qua chơi, nên hôm nay tôi phải qua thăm hỏi trước. Những chiếc bánh thay sự hiện diện của tôi thăm ngài mỗi ngày đấy. Mỗi lần đến nhà ngài tiến sĩ là phải xếp hàng, đặt lịch trước. Tôi thấy vất vả quá nên đành tạm hoãn lại sao vậy? Tôi vốn lỗ mãng nên hay làm phật ý mọi người. Cũng tại mấy tài báo chí hay tìm lý do đến nhà để quay chụp phỏng vấn, nên tôi mới phòng bệnh hơn chữa bệnh bà. Peter à, vào đây đi em. Bác Swift, thần tượng của cháu đến chơi đây nè. Nhưng bây giờ bác ấy không còn là thần tượng của em nữa. Không thấy ta đang bận sao? Cháu đang làm mất thời gian của ta đấy. Nhưng ta có một tật rất xấu. Một khi đã tập trung thì tuyệt đối tập trung. Những lời hỏi han khiến ta sao nhãng, cho nên chúng sẽ trở nên vô nghĩa với ta. Hôm ấy là một ví dụ.
ta đang bận làm bản thảo cho cuốn sách mới. Ta không có ý coi thường cháu đâu. Ta xin lỗi. Vâng, nhưng cháu nghĩ cháu vẫn cần dạy cho tiến sĩ một bài học để bác rút kinh nghiệm. Ô trời, dạy cho bác một bài học sao? Vâng ạ. Bác hãy giả vờ ngồi như đang làm việc đi, còn cháu sẽ vờ như đang gõ cửa. Bà chủ cháu gọi biếu bác chút thịt xông khói ạ. Peter, đó không phải là cách biếu quà đâu. Cháu hãy ngồi vào ghế, đổi vị trí cho ta nha. Hãy xem cách bác làm và rút kinh nghiệm cho lần sau nè. Sau khi người ngồi bên trong cho phép thì cháu mới được vào. Thưa bác, bà chủ cháu gửi đến ngài lòng ưu ái và hy vọng ngài nhận chút thịt xông khói do con dâu bà làm. Đúng là như vậy. Vậy cho ta gửi lời cảm ơn đến bà Daisy nha. Bên ngoài nắng nóng, cháu đi bộ đường xa chắc rất khát. Cháu ngồi nghỉ và uống nước đi. Ta cảm tạ riêng cháu bằng $2 nha. Chuyện này... Ai cũng có thời gian của riêng mình. Người giúp việc cũng phải đội nắng đội mưa, bỏ dở việc đang làm để mang đến cho mình. Nếu bác không cho họ thêm gì, cũng nên mời họ một cốc nước để họ mát lòng. Thì ra là vậy. Ta sơ ý quá. Ta sẽ rút kinh nghiệm vào những lần sau. Ôi trời ơi, ta cũng cần phải học hỏi một đứa bé và làm theo. Đây là sơ suất của chúng ta. Cảm ơn cháu nhà Peter. Nếu bác Swift bận thì có thể để cô giúp việc mời cháu nước cũng được ạ. Bác đừng nói cảm ơn cho có rồi đuổi cháu đi như thế. Đến cả một cái liếc nhìn bác cũng chẳng trao nữa. Đúng là một bài học đắt giá mà một cậu bé 9 tuổi đã dạy cho một ông tiến sĩ già như tôi. Bác cảm ơn Peter rất nhiều. Dạ, cảm ơn bà. Cháu về đây ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.